xin chào các bạn rất là nhiều bạn hỏi mình có phương pháp nào có bí quyết nào để học ngoại ngữ nhanh hay không thì ngày xưa mình học tiếng anh cũng vậy bây giờ mình học tiếng nhật cũng vậy theo mình á, cách để học nhanh nhất đó là xem phim và nghe nhạc nhưng mà nghe nhạc á, thì cái vốn từ vựng của bạn khá là bị giới hạn trong chuyện tình yêu ít có về giao tiếp thường ngày trong khi đó thì các bạn cũng biết phim ảnh đó là thước đo là cái tấm gương để phản chiếu cuộc sống hàng ngày vì vậy nên khi mà xem phim á, thì người ta sử dụng nhiều cái ngôn ngữ mà các bạn có thể bắt gặp trong cuộc sống hơn là các bạn nghe nhạc vì vậy nên bắt đầu từ hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số phim nhật hay đáng xem và đặc biệt là mình có chỉnh sửa một số phụ đề tiếng nhật cho những cái phim này thì mình sẽ để lại cái đường link để cho các bạn có thể download phụ đề tiếng nhật thì nhờ cái phụ đề tiếng nhật này các bạn sẽ học nhanh hơn thì cái cách mà mình học tiếng Nhật sẽ là đầu tiên chúng ta xem phim có phụ đề tiếng Việt, mình xem phim rất là thoải mái, tận hưởng và hiểu cái cốt truyện. Tiếp theo đó mình sẽ xem lại những cái tập phim đó và gắn vào cái phụ đề tiếng Nhật mà mình cung cấp cho các bạn. Thì các bạn lần này không nhìn về phụ đề tiếng Việt nữa mà tập trung nhìn vào phụ đề tiếng Nhật. Thì khi mà nhìn phụ đề tiếng Nhật cùng với cái cốt truyện mà chúng ta đã hiểu sẵn rồi thì các bạn sẽ học tiếng Nhật cực kỳ nhanh luôn. Bộ phim đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là bộ phim 5 giờ đến 9 giờ. Đây là một bộ phim rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Thì cái tên tiếng Việt là Khi nhà sư yêu. Các bạn có thể uh, gõ Khi nhà sư yêu Việt sub để các bạn xem phim với phụ đề tiếng Việt để hiểu trước đã. Tại sao cái bộ phim này lại có tựa đề là từ 5 giờ đến 9 giờ thì nội dung phim rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Thì trong phim cái anh nhân vật chính là một nhà sư và sắp sửa là kế thừa cái gia sản của gia đình đó là cái chùa. <laughs> và anh này sẽ trở thành trụ trì tương lai của chùa. Thì bởi vậy nên á, ảnh cần tìm một cái người con dâu cho chùa rất là đảm đang và xứng đáng để làm con dâu của chùa Thì không ngờ là anh này lại để mắt đến một cái chị làm giáo viên tiếng Anh Thì cái chị này hoàn toàn không hề muốn vào chùa làm dâu gì hết Chỉ một lòng muốn học tiếng Anh, muốn để dành tiền và muốn đi New York sống thôi Chị này rất là thích đi New York Nhưng mà bởi vì cái tình yêu rất là kiên quyết, bướng bỉnh và cực kỳ mặt dày của cái anh nhà sư này mà chị này cuối cùng sau này xuôi lòng và vào chùa tập làm dâu thì cái thời gian tập làm dâu mỗi ngày của chị này là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng vì vậy nên bộ phim có tựa đề là 5 giờ đến 9 giờ đây là một bộ phim hài hước nhưng mà rất là đáng yêu và cực kỳ gần gũi với cuộc sống về cái chuyện hai người yêu nhau rồi không được gia đình chấp nhận và phải cố gắng để chứng minh bản thân như thế nào thì mình nghĩ là các bạn nên xem thử bộ phim này và sau này khi mà các bạn đã hiểu nội dung chính của bộ phim rồi thì hãy xem lại một lần nữa với phụ đề mà mình cung cấp cho các bạn. Thì như vậy các bạn có thể vừa xem phim giải trí vừa học tiếng Nhật lợi cả đôi đường luôn. Chúc các bạn xem phim vui và lần sau thì mình cũng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số bộ phim Nhật hay, vui, mang tính giải trí cao và đặc biệt là cung cấp cho các bạn phụ đề tiếng Nhật để các bạn có thể vừa xem vừa học. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.